Em đã sử dụng rất nhiều loại sản phẩm chống mối nách rồi, nhưng tại sao lại không hiệu quả? Bác sĩ cho em lý do. Có rất là nhiều lý do mà bạn sử dụng những sản phẩm mối nách mà nó không hiệu quả. Và cùng nhìn lại xem cái lý do tại sao nhé. Một là bạn chọn sản phẩm chưa phù hợp. Một số người có cơ địa và làn da khác nhau, cũng như nhu cầu sử dụng về sản phẩm chống mối nách là khác nhau. Vì vậy nên sản phẩm của bạn chưa chắc đã phù hợp với bạn, và không phải sản phẩm mối nách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp với cái da của mình, cũng như cơ địa của mình và nhu cầu sử dụng khử mùi của mình, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai là lượng sản phẩm không đủ, bạn dùng sai cách. Đôi khi các bạn dùng ít sản phẩm quá, làm cho cái hiệu quả chống mối nách nó bị kém đi. Hoặc là nhà sản xuất bảo các bạn dùng khi nách khô, các bạn lại dùng khi nách mát. Như vậy nó làm cho cái hiệu quả của sản phẩm nó bị giảm đi. Tiếp nữa là vùng nách của bạn không được sạch sẽ. Vi khuẩn và mảng bám nó tích tụ trên bề mặt của nách, gây ra mùi hôi. Và nếu bạn không vệ sinh sạch vùng nách trước khi sử dụng thì cái hiệu quả của sản phẩm bị giảm. Tiếp nữa là vấn đề sức khỏe của bạn. Hôi nách ấy, nó chỉ là một dấu hiệu thôi của một số những vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như là trường hợp là khách hàng bị tiểu đường chẳng hạn, hoặc là họ bị cái tình trạng là cường tuyến giáp. Vì vậy nên hãy đi khám sức khỏe của mình thường xuyên để xem mình có mắc phải những cái bệnh như trên hay không, để điều trị tận gốc rễ các bạn nhé. Và hãy follow bác sĩ Huy để có thể biết thêm nhiều kiến thức về thẩm mỹ nha.